Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng 26 tháng 12 năm 2023. Tức là nếu mà nói chính thức thì ngày hôm qua là ngày Noel. Thì Noel thì hôm qua thì chúng ta biết là bên Ukraine thì tổ chức Noel lần đầu tiên tổ chức theo kiểu phương Tây, tức là 24-25. Còn bên Nga và cũng như Ukraine trước đây thì người ta tổ chức vào ngày 7 tháng 1, chúng ta đã nói rồi. Tức là nó theo lịch của Nga là ngày 7 tháng 1 mới là cái ngày Noel. Như vậy thì là đến Noel trước, tức là như như bình thường đấy, như chúng ta vẫn thường thường biết, thì hôm qua Nga đã tấn công và đã có những cái thắng lợi, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Như vậy là bên Kiev đã tổ chức Noel rồi, đây những cái lễ rất lớn các bạn nhé. Thì bên Nga thì lại chưa, chính vì thế cho nên khi mà Nga tổ chức sau thì có thể là bị tấn công, chính vì thế cho nên là Nga cần phải đề phòng trong cái gọi là Giáng sinh của gọi là của chính thống giáo. Hôm nay là như vậy các bạn nhé. Thế thì hôm qua chúng ta bây giờ chúng ta đi vào khu vực này. Hiện nay thì các cái báo đài của phương Tây nói chung đưa tin các cái này ít. Thì thứ nhất đây là do cái lượng mà chiến đấu, tức là giao tranh tại mặt trận nó cũng giảm. Thứ hai là do lễ Tết. Cái thứ ba nó cũng là nhiều khi là do cái viện trợ nó cũng thấp, chính vì thế cho nên các cái lượng thông tin của từ phương Tây nó không nhiều, hoặc là có thể là nó bị giả, hoặc là nó đưa nó thất thiệt, có nhiều cái tin nó gọi là nó không chính xác. Bây giờ chúng ta vào chỗ Sinkovka này trước, thì có thể nói rằng là khu vực này Nga luôn luôn là bị tổn thất đấy các bạn nha. Thì hiện nay là Nga bắt đầu đánh xuống các cái hướng này, chứ không có đánh trực diện ở đây nữa. Nếu mà trực diện ở đây chúng ta phân tích rồi, cái công sự của nó rất nhiều, chính vì thế cho nên là đánh trực diện ở đây nó sẽ rất là khó, sẽ là rất là tổn thất. Công sự nó như vậy thì không vào được. Nhưng mà tôi thấy là Nga đã vào được hai con phố ở trong này các bạn nhé, hai con phố, một con phố là nó nằm ngang này, và một con phố nó tức là nó hơi vuông góc nhau. Đấy, còn có trong này thì còn có một số con phố nữa, thì cái chỗ này Nga cũng đang vận động lên cái khu vực này. Còn cái anh chàng mà điều khiển UAV thì chắc có lẽ hy sinh rồi các bạn nhé, cũng là qua ngày thứ ba rồi vẫn chưa thấy anh về đơn vị, có khả năng là bị trong rừng, hoặc là bị bắt, hoặc là nói chung là hoặc là bị giết, hoặc bị bắt, hoặc là thậm chí bị thương. Đấy, nhưng mà bị thương thì có khả năng đấy thấp, vì là có thể liên lạc được, chứ còn cái này là có khả năng là, nhưng mà không có thông tin thì chúng ta vẫn nói là chưa có thông tin, chứ cũng không thể kết luận là anh này anh chết rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới này, ta đi xuống từ trên xuống dưới các bạn nha. Tại phía dưới nói sẽ hơi lâu một chút. Cái chỗ Terni này thì thực tế là cũng đã ra xa hơn tí nữa rồi các bạn nha. Đây là Nga đã tấn công ra, tức là khu vực này rồi, nó bằng tới này rồi chứ không phải là trong này nữa. Thì khu vực này bên Ukraine người ta cũng phản công lại, chứ không phải là đánh một hực một chiều đâu, phản công. Tại chúng ta biết được sau này là cả cái dãy cái đường này cũng như là cái hồ với sông đằng này là của bên Ukraine, người ta cũng là rất chắc chắn. Thì Nga chỉ có tiến bằng các cái con đường này thôi, các con đường như thế này, thì hiện nay thì đã chiếm được cái khu vực này, và người ta cũng dự kiến là Nga sẽ còn tiến xa hơn. Đấy. Tóm lại là phải ra tới cái bờ này đấy các bạn nhé. Đấy, phải tiến ra tới ngoài này, cái khu vực này vậy thôi. Còn cái chỗ khu vực, chỗ Siver này, thì chúng ta thấy là cái chỗ này nó có một cái cánh rừng. Đấy, cánh rừng đây nó bỏ than bỏ đá các bạn nhé. Bỏ than bỏ đá, đây có khu công nghiệp, có hồ nước. Khu công nghiệp này nó cũng nhỏ thôi. Thế thì tại cái khu vực này là nó có một cái con sông. Thì bên Nga được dùng UAV đã phát hiện ra một cái tiểu đoàn, đây là toàn nữ không? Đây chúng ta thấy con sông này. Có con sông. Tức là họ ở bên kia sông các bạn. À xin lỗi. Tức là ở bên kia sông, đây là con sông nó ngoằn ngoèo. Đấy, thì bên này là rừng. Rừng. Còn bên này thì nó là vừa là đồng bằng, có thể là núi, một số núi, và nói chung là nó có một con sông ở ven này. Thế thì cái rừng này thì nó đang rụng lá, thì
UAV của Nga phát hiện ra một tiểu đoàn là toàn nữ, người ta đoán là khoảng từ 200 đến 300 là ở bên này sông, là sẵn sàng là coi như là Nga mà vượt sông là sẽ chiến. Phụ nữ thì chúng ta thấy là các con lính bắn tỉa, có lính xung kích, có y tá, y sĩ, có rồi kể cả là nữ mà người ta dùng để mà điều khiển UAV. Đấy, thì Nga hiện nay là đang có lẽ là sẽ tiêu diệt cái đơn vị này. Đấy, hoàn toàn là không có một anh nam nào hết, tiểu đoàn trưởng cũng là nữ luôn. Chúng ta đi xuống phía dưới này, đây là khu vực Siberia các bạn nha. Đấy, còn cái chỗ khu vực này thì sợ là cái chỗ là giao tranh rất là lớn, thì chúng ta nhìn thấy là chẳng chịt hết tất cả. Thì có một cái tin vui, tức là tại cái khu vực này Nga đang tấn công vào cái hướng này, tấn công hướng này, đặc biệt là tấn công vào thẳng Bohanovka, và chính xác là chiếm được 40% cái diện tích của Bohanovka rồi. Đây một tin rất là lớn đấy các bạn. Đấy, còn các cái khu vực này thì vẫn là giữ vững được. Hôm qua thì bị lẻm lẻm vào một tí, nhưng mà hôm nay thì lại lấy ra lại được rồi. Cái quan trọng nhất là cái chỗ Bohanovka đã vào tới đây các bạn nha, tức là chiếm được khoảng 40% diện tích, tức là gần một nửa đấy các bạn. Thì như vậy là cái tình hình này có thể lấy Bohanovka rất là nhanh, tại vì Ukraine người ta ngoài cái chuyện mà người ta phải chống cự với các cái lực lượng rất là mạnh của Nga ở phía Bắc xuống, mà người ta còn phải để chống cự ở phía đằng này. Thì hôm qua là chúng ta nói là Nga gây áp lực ở phía bên phía Tây này, giáp với cái chỗ này, thì chúng ta thấy là vùng xám, thì bây giờ là đỏ hết rồi, đây nó cũng là đỏ hết rồi, nhưng mà chúng ta cũng vì là mới lấy cho nên chúng ta cũng khoan khoan hẳn vẽ các bạn nhé. Còn như trên Terni là 1 2 ngày sau thì chúng ta mới dám vẽ, mà thực tế là đánh xuống dưới này. Còn cái khu vực phía trên này, phía dưới này thì riêng cái chỗ mà cha xuất ra thì Nga hiện nay đang bỏ bom, đánh rất bỏ bom rất là nhiều. Hôm qua chúng ta cũng có nói mà hôm nay cũng tiếp tục nói, bởi vì từ cái chỗ mà Bolianovka này chúng ta thấy đi xuống đây thì cũng rất là nhanh rồi, nó còn khoảng tức là còn một nửa làng nữa là đến Kalinivka này là bắt đầu sẽ xuống, thì cho nên chúng ta thấy là đánh dọn đường trước, tức là bắn phá trước. Ngoài ra thì cái khu vực bên này thì chúng ta thấy là cái đường này để chúng ta dễ tưởng tượng thôi, chứ tôi hay vẽ lại là như thế nó dễ tưởng tượng. Đấy, cái đường quả trái xuất ra đây là Kromove, nằm sâu trong này rồi, thì chúng ta thấy là đã tiếp cận các cái đường này. Hôm qua thì nó đã bị đẩy lùi vào trong này, nhưng mà hôm nay Nga tiếp tục Nga lại tấn ra. Thì chúng ta hy vọng các cái khu vực này thì đơn giản thôi, là Nga hiện nay vẫn gây áp lực với Ivanovka, bây giờ không đánh thẳng con đường chính này các bạn nhé. Đường chính này nó hình như là nó bị nó tức là bên Ukraine biết là thế nào cũng đi đường thẳng này, cho nên người ta cũng tập trung các cái phản kích lại cái khu vực này, cho nên Nga bây giờ là không đánh theo cái đường đấy mà Nga đánh phía dưới này và đánh phía dưới này lên. Tức là cái Ivanovka này thì tôi nghĩ là chắc cũng là biết là mặt trận nào cũng biết mặt trận đấy thôi. Ivanovka là Novka mà Bohanovka là Bohanovka, nhưng có lẽ nếu mà cùng một lúc thì nó sẽ khác. Khi mà cùng Bohanovka này thì tôi nghĩ là sẽ lấy xong Ivanovka, và lúc đấy sẽ hai hướng là sẽ đánh vào Chasuvka và thậm chí đánh thẳng vào trực diện. Thì cái khu vực này chúng ta biết là trước đây là Nga đã đến rồi. Giờ chúng ta đi xuống phía dưới này, tức là Ivanovka hiện nay cũng đang bao vây thôi, chứ không đánh trực diện vào các bạn nha, tại vì đánh trực diện vào người ta dễ đoán mà, cho nên là chính vì thế cho nên là mà dễ đoán thì có nghĩa là dễ bị tổn thất. Cái khu vực này thực tế là Ukraine vẫn đang đang giữ các bạn nhé, tức là bây giờ là không không giữ cái bên hồ nữa. Tôi view to nó làm tính đó. Đây to đây thì hôm trước thì chúng ta thấy là cả ven hồ này là Ukraine nắm giữ, tức là chỗ Klitschko đấy, thì bây giờ họ chỉ nắm giữ cái phía đây đây, chúng ta thấy là bỏ cái hồ rồi, đây cái bờ hồ nó nằm ngoài rồi, bây giờ họ xung quanh cái đường sắt này thôi, đây, xung quanh đường sắt này. Chúng ta có thể vẽ như thế này, nôm na là họ chỉ còn đang giữ cái chỗ khu vực này. Thế thì bây giờ là Nga là đang phải phải đánh đổi hết, một phần là hỗ trợ lên chỗ Ivanovka trên, một phần là đi ra đánh nhà con kênh ngoài này. Đấy, đây chưa ra tới con kênh nhưng mà sẽ đánh ở đây, tức là hướng nào cũng là Nga hết. Chúng ta thấy là tất cả đây là đồng bằng, đây là ruộng, tất cả là ruộng hết, cho nên là rất là dễ đánh các bạn.
trên cái chỗ mà Kryshtchka chúng ta biết là rất nhiều cái điểm cao. Mà cái điểm cao này, các cái điểm cao này thì chúng ta biết là trước đây là rất là khó vào, nhưng mà khi đã lấy được rồi thì nó sẽ là bao trùm hết về mặt vật lý, về quãng đường ở khu vực này là đều bị phong tỏa hết. Bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực ở dưới Arivka. Arivka thì sau mấy ngày tạm ngưng thì ngày hôm qua là Nga chính thức là bắt đầu đã đánh rất là dữ dội vào cái khu vực này. Theo như các báo cáo thì Nga đang tấn công là 16 hướng vào cái Arivka. Ngoài các hai cái hướng ở phía trên cái chỗ đường sắt rồi thì cái chỗ này tôi thấy là có ba hướng. Cái chỗ mà nhà máy này xuống đây là cũng có ba hướng nữa. Đây là mấy rồi? 6, 8 rồi. Còn ở dưới này tôi thấy cũng bốn hướng nữa này. Bốn hướng khu vực này. Thậm chí từ Spartak đánh lên nữa. Và cái đặc biệt là cái khu vực này là chúng ta thấy là chỗ tôi đang kè. Tóm lại là 16 hướng tôi cũng chả đếm đâu, nhưng mà chỉ biết là đánh tất cả các vòng này. Đông Bắc là khoảng 3 hướng, còn phía trên này là khoảng 4 5 hướng, phía dưới này cũng thể 4 5 hướng và đánh. Hiện nay là đang đánh và chúng ta biết là cái chỗ Arlovka này là cái chỗ mà Nga rất là quan tâm. Hôm qua Nga còn đánh ra mấy cái đường ngoài này, chỗ mà Semenovka mà đi ra phía đằng này là các cái đường tiếp tế đó là Nga đang đánh. Thì không biết là cái Arlivka này là bên Ukraine thì thực tế là cũng đang rút đấy các bạn nha. Nhưng mà Nga là cái việc rút của họ thôi, còn Nga đánh là vẫn là đang tấn công. Thì cũng hy vọng là đến gọi là cái Noel của Nga, tức là ngày 7 tháng 1 thì giải quyết được cái Arivka này. Thì còn nếu không không giải quyết được thì tôi cũng rút lời thôi. Nhưng mà đây là theo cái ngôn từ của bên bên Nga là nói như vậy, là các cái thông tin của bên Nga là người ta nói như vậy, chứ còn có được hay không thì chúng ta cũng chưa biết được. Tại vì thứ nhất ấy, cái chỗ này là Nga chỉ, người gọi là ngại nhất là các cái hệ thống mà gọi là pháo từ xa đánh tới thôi, rồi những là HIMARS hoặc là các cái loại pháo tầm xa nó cũng rất là nhiều, là nó đánh vào nó hỗ trợ vào các cái khu vực này, coi như là có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến Nga. Đấy, chứ còn bộ binh đánh với nhau thì tôi nghĩ là cũng không 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 sao cả, nhưng mà nếu mà cứ tập trung vào được cái điểm hỏa điểm nào cái là bắt đầu là nó tán vào đấy thì sẽ rất là nguy hiểm. Cái chỗ Tolenka này thì Nga có vẻ là đang đang vận động cái khu vực này, tôi thấy là chỗ này mấy 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 mũi lên đấy. Nếu mà Nga mà lấy được cái Tolenka và Severnaya này thì người ta nói là Avdiivka sẽ đổ sập, bởi vì cái chỗ này là gần như là hình như là người ta đang đi vào cái lối này là chính, và lối đi vào và lối rút ra là vào lối này, chứ không phải từ chỗ mà Arlovka mà đi vào Lataskina này đâu. Đấy. Cái đường này thì nó lại không 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 quan trọng bằng cái đường này. Nga bắt đầu đang đánh vào chỗ mà nhà máy than cốc, và có một cái điểm nó hơi trùng hợp là có phải là đã bị một số cái Su-34 vừa rồi bị hay không, mà gần như là không thấy đánh bom bằng bằng Pháp 500 hay là 1.500 ở đây nữa các bạn nhé, chỉ có pháo kích thôi. Cái đấy là cũng có thể nó xảy ra, có thể là có, cái này nếu mà có thì cũng rất là đáng tiếc. Theo như bên Ukraine nói là người ta đã 4 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-30 các bạn. Bên Nga thì phủ nhận. Rồi chúng ta đi xuống phía dưới này. Phía dưới này thì nó sẽ liên quan đây, dưới này là Mariinka đấy các bạn nhé, Mariinka này. Bây giờ chúng ta lại đứng giữa chỗ Mariinka đây thì chúng ta sẽ thấy là coi như là Nga đang đánh từ cái hướng Nevesca này đánh ra. Còn cái hướng trên này Peromaiska là Nga đánh xuống. Tóm lại là cái khu vực này khu vực đồng bằng ruộng toàn ruộng đồng hết, cho nên là rất là cố gắng. Còn riêng cái khu vực này thì nó sương sầu hơn. Đấy, cái chỗ này nó gọi là Krasnogorovka, nếu mà bạn nào theo dõi lâu thì các bạn biết đây là nó khu vực mỏ than này. Đấy, là trên là Arivka và dưới là Barinka. Thì khu vực này trước đây là cái lữ đoàn 79 nó trấn giữ ở đây, thì có thể đây rất là khó khăn các bạn nha. Riêng cái khu vực này là Nga chưa chưa vào được. Chúng ta đi xuống cái chỗ khu vực Marinka thì báo chí phương Tây cũng như là của Nga thì nói rất là nhiều, vẽ này cũng chưa hẳn đúng đâu. Hiện nay là cái khu vực này là có thể nói là 100% rồi. Hôm trước thì chúng ta thấy là nó có một đoạn nọ đoạn kia, chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà hôm nay thì 100% rồi các bạn này, chắc chắn rồi. Thì là nó vẽ theo như thế này đấy, vẽ theo đúng đúng cái này đấy. Còn cái ruộng đấy thì coi như không có ai ở đấy, thì chủ yếu chỗ khu vực nhà này lấy được toàn bộ cái đập này rồi đấy. Thì hiện nay là Nga đang cắm cờ cái chỗ này các bạn nhé, cắm cờ ở đây.
đập tức là hai hai cái chỗ đập ấy, cấm cửa của nó này. Thì còn cả cái khu vực phía dưới này là của Nga hết rồi, cái này là đỏ rồi đấy các bạn nha. Cái chỗ này cái bản đồ này tôi vẫn đang cố tìm cái bản đồ nào mà nó cập nhật sớm, mấy cái bản đồ này nó nhìn thì chúng ta nhìn thấy rất dễ, nó phân biệt đỏ xanh rồi nọ kia, nhưng mà nó thực tế nó lại cập nhật chậm. Nhưng mà thôi chúng ta cũng biết tiến trình nó là như vậy là được rồi. Đây tất cả đây là đỏ hết rồi, không những đỏ ở đây mà đỏ cả phía dưới này các bạn nha. Phía dưới này đang ăn lan xuống dưới này rồi, nôm na là như vậy. Thì cái khu vực này là tức là có thể nói đây là cái chiến thắng lớn nhất của cái ngày lễ đây. Cái này thực tế là cũng đã giao tranh lâu rồi, nó khoảng có 30%, 20%, rồi 10%, rồi 5% lãnh thổ. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì có thể nói là 100%, 101% cũng được các bạn nhé. Tức là báo chí nói rất nhiều về cái chỗ này, thì chúng ta cũng chả lạ lùng gì, bởi vì ngày nào chúng ta cũng cũng biết là tiến trình ở cái chỗ này rồi. Thì hiện nay là Nga bắt đầu tiến lên cái chỗ mà Gorovka này, đây nó gọi là Grigorovka, thì đang tiến về phía đó, nhưng mà mới tiến được tới khoảng là chưa hết hồ các bạn nhé. Thì bây giờ cũng phải thừa thắng xông lên thôi. Này, khu vực này là thực tế là nói rất dài đấy, nhưng mà chúng ta ngày nào chúng ta cũng đã nói rồi, cho nên là hôm nay cũng chỉ biết rằng là coi như là cả một chuỗi chiến thắng và một chuỗi tất cả mọi thứ thì Nga đã cắm cờ. Đấy. Và cái trong cũng cái tại Marinka này thì cái ông Shoigu ông đã gặp ông Putin là báo cáo cái tình hình này. Thì ông Putin thì ông nói là ông có truy cập vào một cái kênh YouTube. Đấy, mà kênh YouTube mà chúng ta đang theo dõi đây, thì ông bảo ông theo dõi cái kênh đấy ông biết rồi, nói với ông Shoigu như vậy các bạn nha. Thì như thế là chúng ta thậm chí có những cái tiếng nói của chúng ta có thể là tới tới tai Putin đấy, như vậy không tương tác với cái chỗ mà Marinka này, thì chúng ta thấy là cả cái vạt này nó là đang cái là xám xám, nhưng mà thực tế là nó là Nga Nga đang coi như là thẳng tiến thôi, xám nhưng mà gần như là của Nga xám, nhưng mà nó có thể là nó cũng là đang giao tranh, nhưng mà nó có thể là nó là của Nga đang thừa thắng xông lên. Thì chỗ Babeda này thì thực tế nó chỉ có ba con đường thôi, ba bốn con đường thì chắc chắn sẽ không trụ vững, không trụ vững trong một hai ngày tới. Cái Babeda này thì chúng ta biết là cái chỗ này nó có một con đường nó đi thẳng xuống Constantinopka các bạn nhé. Thì tí này chúng ta sẽ lưu ý chỗ đấy, cho nên là Nga sẽ giải quyết cái vấn đề này rất nhanh. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là đang phá vỡ các cái hệ thống này, để xuống dưới này là gọi là Novomikhailovka, còn cái này xuống đây dưới này là Constantinopka. Thì hiện nay cái chỗ này đang thắng như chẻ tre. Đây, chúng ta đi xuống phía dưới này để chúng ta sẽ thấy đây. Trên này là chúng ta thấy Marinka thì bây giờ đang thẳng đánh à, xin lỗi, màu à, đang đã đang đi thẳng xuống đây à, đang đánh ra đây, còn phía dưới này đang xuống đây. Thì hôm trước là chúng ta cứ nói là nó cái dài cái ngắn đấy, thì bây giờ nó vẫn là cái khu vực này vậy thôi. Còn cái bên Novomikhailovka này thì chúng ta thấy là phía đông cũng đã đánh trực diện rất khó, còn chỗ Babeda lúc nãy tôi nói là xuống Constantinopka đây là xu hướng này à. Thì bây giờ cái chỗ này giao tranh là cái chỗ trung tâm ở giữa này này à, của cái Novomikhailovka này rất quan trọng. Bây giờ chúng ta view vào đây, ở đây nó còn một cái làng nữa ở đây các bạn nhé, đây một cái làng nữa đây, nó giữa cái Constantinopka xuống ở giữa đây nó có cái làng rất là nhỏ Praskovka. Thì riêng cái khu vực này là giao tranh rất là lớn. Thì chúng ta thấy là Nga bắt đầu đã vào được các tuyến phố rồi, và đặc biệt là cái khu vực này tức là đấu tăng luôn các bạn nha. Nhất là cái ở đây chúng ta thấy có ba cái ba một cái biểu tượng, một cái đây là cái nghĩa trang, ở đây là một số cái nhà máy, và đây là một cái trang trại. Thì hiện nay thì Nga đang tấn công vào các cái hướng như thế này, chúng ta cũng biết rồi đây, cái hướng thế này và hướng như thế này. Nhưng mà hiện nay cái khu vực này là khu vực giao tranh lớn nhất, khu vực này là khu vực giao tranh lớn nhất của cả hai bên. Thì chúng ta thấy là lực lượng xe tăng của bên Ukraine đang tập trung vào cái khu vực này, đang tập trung vào khu vực này các bạn nha. Hiện nay đang giao tranh rất dữ dội, thì thấy xe tăng nó vừa chạy vừa bắn ghê gớm lắm tất cả khu vực này.
Nếu mà Nga mà đẩy lùi được các cái lực lượng phòng vệ của bên Ukraine thì là Nga sẽ tấn công, sẽ lấy cái Novomykolaivka này. Thì chúng ta cũng không biết là bao lâu, nhưng mà hiện nay thì Nga cũng đang tiếp tục đánh bom vào các cái khu vực này và tất cả cái khu vực giáp ranh này, chủ yếu đây thôi, đặc biệt là khu vực trung tâm. Tức là bom Pháp đánh vào đây rất nhiều các bạn nha. Đấy, chứ còn cái chỗ mà phía dưới Kerinki với cái chỗ mà Arica thì chúng ta lại không thấy Pháp, mà Pháp hiện nay đang hoạt động ở đây. Đấy, và một số trên cái chỗ trà sốt gà thôi. Đấy, là đánh vào và pháo kích vào các cái khu vực này. Thì nếu mà cắt được cái đường này thì là có thể nói là sẽ là thành công. Cắt thẳng con đường này thì chúng ta biết đây nó là có cái công viên, có quảng trường giữa cái thị trấn này, thì hiện nay cũng đang giao tranh rất ác liệt. Thì cũng cũng hy vọng là cũng các cái khu vực này là đều hy vọng trong từ nay cho đến đến lễ của người Nga, tức là tầm khoảng hơn 10 ngày mà chưa đến nửa tuần, à, chưa đến 2 tuần. Bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực phía dưới này, chỗ Vuleda thì không có vấn đề gì, chỗ Robotina thì cũng giao tranh, cũng gọi là không không có nhiều cái biến cố lắm, chỉ có giao tranh đụng độ các cái bộ binh với nhau ở một số cái công sự phía dưới này thôi. Chúng ta không thấy cái hệ thống súng ống gì cả, nhưng mà đây chúng ta thấy là họ đã rút về cái chỗ Robotina này. Thực tế Robotina này thì cũng không có ai đứng chân đâu, nhưng mà nếu mà bảo Nga đứng chân thì Nga không đứng chân, nhưng mà nó là cái khu vực của Ukraine quản lý, đang kiểm soát. Chứ Nga thì không, thỉnh thoảng người ta vẫn đi xuống dưới này, bởi vì đây nó đổ nát hết cũng không ai dám vào. Còn riêng Verbova thì chúng ta thấy là nó yên rồi, khu vực này cũng không có nhiều thông tin. Còn riêng cái khu vực Kerinki này thì chúng ta thấy là gần như 4 5 ngày nay là không không có thông tin. Đấy, rồi đặc biệt là Nga cũng không có thấy ném bom nữa, mà bữa nay bắt đầu Nga dùng cái loại là lan xét các bạn. Thì trước đây cũng không dùng lan xét mà chủ yếu dùng bom Pháp 500, 1.500 thôi, nhưng mà đến hôm nay thì lại không. Thì hôm nay là bắt đầu dùng cái loại UAV và FPV. Cái khu vực này có thể nói là bị đẩy lùi hết rồi đấy các bạn, nhưng mà người ta vẫn cứ qua, không biết là qua khả năng là lấy thương về, thương binh về. Thì hôm qua tôi thấy là Nga tiếp tục là lan xét, là đánh vào đây và đánh vào cái khu vực này. Còn khu vực trong này chúng tôi không thấy, nhưng mà các cái thuyền ấy, nó là vẫn đang đi và đang cập bến vào cái chỗ này nữa. Tôi thấy một cái thuyền cập bến vào đây đấy, và một cái thuyền đang đi thì là bị đánh. Thì có thể nói cái Kerinki này nó không có mức độ lớn, nhưng mà rõ ràng là cái tình hình ở đây cũng đang đang dòm ngó lẫn nhau. Một đấy là bên Ukraine đã rút hết khỏi khu vực này. Hai là coi như họ tiếp tục họ dùng các cái hệ thống phòng không. Như chúng ta biết là cái thời gian vừa rồi là bên Ukraine rất là cần các cái hệ thống phòng không của các nước phương Tây. Họ biết rằng là đến mùa đông là họ sẽ phòng thủ chứ không tấn công được. Mà phòng thủ thì Nga sẽ tấn công, mà Nga tấn công là bằng không quân. Mà bằng không quân thì phải vào các loại coi như là UAV cũng như là các máy bay ném bom. Thì họ sẽ cần các cái hệ thống phòng thủ, và có lẽ là các cái hệ thống phòng thủ đấy đã tiêu diệt được các cái su của Nga đấy. Cho nên là hiện nay các cái khu vực này thì Nga đánh rất là nhiều các bạn ạ, khu vực phía sâu phía trong này này, phía trên này nữa, cái chỗ Mykolaivka này chúng ta sẽ dễ nhìn thấy, dễ nhận diện nhất này, rồi cái chỗ Chaisky là đâu phía trên này nữa. Đấy, có rất là nhiều chỗ là Nga đang đánh ở trên đây. Đây Chaisky này các bạn, đây Chaisky này. Còn cái chỗ mà Mykolaivka này, đấy là từ lúc nãy chúng ta che này, chúng ta thấy mà đẩy xuống này chúng ta sẽ thấy, tức là đánh rất nhiều các khu vực này là vào các cái chỗ mà nghi là các cái hệ thống phòng không. Nó phòng không nó ở xa lúc nó bắn chứ nó không phải nó tới sát ra chiến tuyến này đâu các bạn nhé. Đấy, cho nên là hiện nay là cái số 34 vẫn theo cái Bộ Quốc phòng Ukraine xác là họ vẫn xác nhận, nhưng mà Nga thì không xác nhận. Nga nói được muốn đưa bằng chứng Nga để mà chứng minh đi thì không chứng minh được, nhưng mà chỉ có Nga là biết là có gì đúng là thật hay là không thật thôi, tin giả hay là tin thật chỉ có Nga là biết thôi. Chứ Ukraine bên này nói bên kia nói thì là ai nói cũng được hết, nhưng mà cái bên đối phương mà nó nhận ấy, thì nó chắc chắn đúng, còn đối phương mà không nhận thì nó chưa chắc chắn đúng. Cũng tại cái khu vực này thì nó có một cái phát tín hiệu của một người phụ nữ ở Ukraine, chắc là trên cái chỗ gọn chói đất này là đang cầu cứu, có thể là Ukraine cứu hoặc là Nga cứu,
vì đang bị thương, bị cháy gì ở cái khu vực này. Nhưng mà Nga, tôi nghĩ là Nga sẽ không cứu. Đấy. Bởi vì là cái dính đến phụ nữ là chúng ta biết rồi, vì là cái chỗ mà Crimea đấy là coi như là chết bao nhiêu người rồi. Đấy, cứ thấy là coi như là rủ long thương là chết. Thì hiện nay có một cái phụ nữ đang phát tín hiệu cầu cứu ở khu vực này. Tóm lại là cái bản tin này thì chúng ta thấy là nói chung là Nga chiến thắng. Thứ nhất là cái khu vực Buhanovka đã chiếm được 40%. Đấy, rồi các cái khu vực Ivanov cũng như là Chasovka cũng đang tấn công. Cái khu vực tên này Terni thì cũng đang dần ra được, coi như gần được một nửa cái diện tích đấy rồi. Thì hôm trước chúng ta đã nói đi nói lại rồi, tức là đây nó thẳng ra đây, nó ra cái mỏm này, thì bây giờ đã ra tới đây rồi, ra tới đây là chúng ta thấy là cũng được một nửa cái, nếu mà nói về cái chiều dài ấy, thì chúng ta là Nga đã đi được một nửa rồi. Còn cái Sinkovka thì là cũng là có thể nói là cũng đang triển vọng, tức là đã đánh đi vào được hai con phố trong này rồi các bạn nhé. Đây, hai con phố thì chúng ta thấy là nó là hai con phố này, lúc nãy là chúng ta nói nó là vuông đấy, gần như là vuông này, đây một cái đường này và một cái đường này, và đang có vẻ như là đang tiến xuống, tức là không không đánh trực diện, tức là cũng đã có những cái gọi là thay đổi trong cái chiến thuật rồi. Terni đây, còn cái chỗ này thì Nga nói là sẽ tiêu diệt cái tiểu đoàn nữ này, sẽ đánh bom mà không biết là có máy bay không đấy nữa. Còn khu vực Jasukha chúng ta mới nói rồi, Bohanovka thì được 40% và tiếp tục đang bao vây phía xuống dưới này, đang xuống Kalinovna. Thì nếu mà xuống được cái khu vực dưới này và cộng hưởng thêm cái chỗ Ivanovka này, thì lúc đấy là chúng ta sẽ thấy là cái Jasukha này này cũng trong thời gian gần thôi, chúng ta cũng phải hy vọng như vậy. Còn riêng cái chỗ mà khu vực Klitschka đây thì chúng ta biết là Nga cũng đang cố gắng là đẩy hết ra khỏi cái hai bên đường sắt này, bên này đường sắt, bên này đường sắt, còn bờ bên này là của Nga rồi. Khu vực Avdiivka hiện nay Nga đang tấn công 16 mũi vào cái khu vực này và đang chặn các cái đường tiếp viện hoặc là đường rút quân đấy các bạn nha. Có khả năng là như hôm trước chúng ta phân tích rồi, ông Zelensky với ông Shirky cũng đang bàn nhau là có khả năng rút về vị trí coi như là trả lại cho Nga đấy. Còn Marinka thì thắng, đại thắng như trẻ tre, đang xuống Baibada và đang áp sát Novomikhnovskaya từ phía nam. Còn Kerensky thì coi như sạch bóng, còn Robotina thì chúng ta thấy là gần như là không có giao tranh. Thì hiện nay một cái bức tranh rõ ràng là coi như là có khả năng là bên Ukraine đã bị ép. Thứ nhất là viện trợ không có hoặc là chưa có, thì qua tháng 1 thì bắt đầu là nó với lại tiếp tục cái năm tài chính mới thì có khả năng sẽ được cung cấp. Nhưng mà rõ ràng bảo là mà có cung cấp đi chăng nữa thì bảo thắng Nga không thì chắc chắn là không thắng rồi. Thế bây giờ là chỉ có đàm phán, một là đàm phán theo cái dạng là bây giờ là đầu hàng vô điều kiện. Đấy, một là đầu hàng vô điều kiện thì Nga phải đàm phán, hai là Nga đánh luôn. Đấy, hiện nay các cái báo chí của phương Tây, nhất là cái tờ New York Times và mấy cái tờ báo Bild của Đức, thì người ta nhận định là bây giờ khả năng Putin là không cho đàm phán, tức là không chỉ có đầu hàng, khi mà đầu hàng rồi thì đương nhiên là vô điều kiện rồi, tức là điều kiện của tôi. Đấy, còn nếu không đầu hàng thì là đánh, chứ không có đàm phán theo cái kiểu mà coi như là không đầu hàng mà đàm phán. Đấy, tức là thôi tôi bây giờ tôi rút chỗ này, tôi đang thua chỗ này, tôi thua chỗ kia rồi đàm phán. Thì bây giờ Putin là theo cái hai ý: một là đàm phán là với cái điều kiện là phải là vô điều kiện, là phải đầu hàng, còn nếu không đầu hàng mà đàm phán là không, là có thể đánh luôn. Và hiện nay tất cả các nước châu Âu chúng ta thấy là rất là khiêu khích Nga này, thì Nga cũng có thể nói là rất là kiềm chế, bởi vì là bây giờ sẽ đánh là đánh như thế nào, đánh ai và đánh lúc nào, mà nên hay không nữa, mà sức cũng phải cân tài cân sức với nhau nữa. Rồi bắt đầu nó lại đang chuẩn bị là bầu cử đủ thứ trên đời nữa. Bây giờ lại cái một cái điểm nữa là cái chỗ Serbia bắt đầu lại nổi lên nữa, thì có thể nói là nó có rất nhiều. Cái Rumani này nếu mà thân Nga thì chúng ta dễ dễ xử lý nào. Đánh Ukraine trong Moldova, trong Rumani và Serbia luôn thì nó lại đi lại về lại cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Còn nó Bulgaria thì dễ rồi, Bulgaria thổi cái thì ai rồi. Bulgaria nó yếu hơn Rumani các bạn nhá. Thì nếu mà được như vậy thì nó là sẽ tốt. Thì tất cả bây giờ cũng đang dòm ngó nhau. Nhưng qua chúng ta phân tích là có 6 nước là coi như không đảm bảo an ninh cho Ukraine.
mà Nga tuyên bố luôn rồi, bên một cái ông khác, không phải là Putin đâu, một cái ông khác ông tuyên bố rồi, nếu mà các nước nào mà coi như là đảm bảo an ninh cho Ukraine thì có nghĩa là đối đầu trực tiếp với Nga. Đừng có đạo luật năm số 5 số 7 điều 5 điều 7 đối với Nga không quan trọng. Đấy, tôi nói thật là, mà thậm chí là khi mà cái thế người ta đã, mà thế người ta đã thổi rồi thì không mà không đỡ được. Nếu mà trong trường hợp mà ba cái nước Baltic này tôi nói là dễ nhất luôn. Bên này ngoài này là biển rồi, bên này là Kaliningrad, bên này là Belarus rồi. Thì nó y là một cái khối luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên là có một số các cái đô đốc cũng như các cái tướng tá của bên NATO đã nói là sợ nhất là cái lãnh thổ này. Đấy, ba cái nước này, chúng ta thấy ba nước này. Thế thì bây giờ đây là Kaliningrad, đây là Belarus. Còn nếu mà lượm luôn được cái ông Ukraine này, nó Moldova này nữa là coi như về im khối luôn, chắc cú luôn. Đấy. Đấy, là tất cả bên tay phải là của Nga. Ba cái ông bê là ba cái ông này, ba công tướng này là rất là mệt mỏi. Chứ còn bây giờ Ba Lan Nga sẽ không chơi đâu, trong trường hợp Ba Lan hoặc Đức khiêu khích thì là đánh là coi như toàn châu Âu là thế giới rồi. Chứ còn ba ông này thì lấy như kiểu lấy Ukraine thôi. Đấy, tôi cũng rất là hy vọng như vậy thôi. Thì cũng bản tin này nó cũng không dài không ngắn, nó cũng chủ yếu là đưa cho chúng ta đến các cái điểm mà có thể nói là nó gọi là cái thắng lợi của cái lễ Noel thế thôi. Chứ còn thì cái tình thế hiện nay chúng ta cũng phải chờ đến hết tháng 3. Đấy, tôi nghĩ là hết tháng 3 là sau khi bầu cử xong rồi, lúc đấy là nói chuyện thôi. Là khi mà bên Mỹ mà đang vào cái mùa bầu cử thì Nga nó cũng sẽ bầm bầm lên đấy chứ không phải không đâu. Vậy nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.